khuôn mặt nhân hậu của bạn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim của người ấy. Khuôn mặt của bạn thể hiện rất rõ ràng vẻ đẹp nội tâm của bạn, những phẩm chất cao quý của bạn mà bạn đã tu dưỡng trong suốt quá trình sống của mình qua những lời nói hành động, luôn cam kết kiên định lựa chọn tình yêu để cung cấp cho chính bạn, cho tất cả những người xung quanh bạn. Khi nhìn vào khuôn mặt của bạn, người ấy cảm thấy vô cùng ấm áp và thoải mái, bởi vì người ấy tin tưởng rằng bạn luôn lựa chọn tình yêu để cùng với người ấy trải qua những thăng trầm của cuộc đời, xây dựng mối quan hệ ngày càng sâu đậm và bền chặt. Khi nhìn vào khuôn mặt của bạn, người ấy cảm thấy rằng mình vô cùng sáng suốt và minh trí khi đưa ra những lựa chọn quyết định trong cuộc sống của mình, bởi vì bạn giống như là một ngọn hải đăng ánh sáng và tình yêu, soi sáng người ấy, giúp người ấy nhìn thấy được sự thật đang tồn tại bên trong mình, đang diễn ra bên ngoài bản thân người ấy. Từ đó, giúp người ấy đưa ra những quyết định vô cùng khôn ngoan, mang lại lợi lạc cho chính người ấy, cho gia đình và cho cả cộng đồng. Chính khuôn mặt của bạn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim của người ấy, luôn tồn tại mãi mãi theo thời gian, bởi vì đó là biểu hiện của năng lượng tình yêu dồi dào. Những gì bạn nói, những gì bạn làm với người ấy, người ấy đều khắc sâu trong tim mình. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh của bạn trong tâm trí, người ấy vô cùng nhớ bạn và vô cùng biết ơn bạn. Hãy tiếp tục trao dồi lòng từ bi của mình, mở rộng tình yêu với người ấy của mình. Mỗi cá nhân chúng ta sẽ thực chứng được tình yêu đích thực, bởi vì chỉ có tình yêu mới có thể giúp người ấy của chúng ta nhìn thấy được vô minh và thức tỉnh, ngày càng biến đổi mạnh mẽ, trở thành một con người tốt hơn. Từ đó sẽ ý thức rõ ràng trách nhiệm của người ấy trong mối quan hệ, cùng với chúng ta xây dựng mối quan hệ ngày càng trở nên sâu đậm và bền chặt. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.